Vậy là chưa có kết quả hả? Nói đi gái. Miêu. Ừ, nói đi cứ. Dạ em chọn cái chị số 2 á, chị Bạch Tuộc á. Rồi chọn người khác là đúng chính xác. Cũng chọn người đó. Em chọn cái bài hồi nãy không phải là của Hương Trà mà là của chị Hồ Quỳnh Hương. Em không nghĩ nãy giờ giờ mới ra là cái bài và em muốn hát lên cho tòa núi. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói cái bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trà. Bây giờ nghe nè, bài của chị số 6 nghe nè, nó nghe nè. Chị quẹo dù quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Không, nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em chưa nói chứ không phải Hương Trà. Đúng rồi, chơi đúng đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bắt đầu bài anh. Đúng không phải của Hương Trà nhá. Đấu tranh, ơi, nó đấu tranh hơn 5 phút chỉ để vạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Trà rồi đó. Có đấu tranh gần 5 phút nhớ, em đẩm bẩm nãy giờ luôn anh. Đâu từ lúc đầu là Miêu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Tại em ở đây anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quay quá. Nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quắn. Em không muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu trời em. Trời ơi hay anh quá hiểu em. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng nhà cho anh mà tự nhiên nhắc đến đây. Ok nhà. Anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok hiểu. Ok. Cái gì? Cái gì nó không đúng chứ? Thành ơi Thành ơi Thành ơi. Ok Thành Thành. Ô Quỳnh Hương ơi. An ủi em đi. An ủi em đi. Con trẻ Hương Trà chứ. Sao mà nói tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiêng nó ra. Giận lắm luôn á. Vô bình tĩnh em đi. Miêu bình tĩnh lại. Nói sai có một em bình tĩnh chưa? Bây giờ bình tĩnh chưa? Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nó muốn lấy sơn nó tạt quán Trường Giang luôn rồi. Thôi bây giờ em bình tĩnh chưa? Đưa về. Em không nói sai vậy. Rồi bây giờ Trường Giang. Suốt ngày có che. Xin lỗi người ta đó. Xin lỗi. Xin lỗi. Bây giờ qua. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài này của Hương Trà mà. Mà suốt ngày anh có che em mập lẽ không thích rồi nhưng mà em cũng là đó chị. Thì ra cái bài này chính lỗi đây. Trời ơi. Bài này là bài của chị Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài này của Hương Tràm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không thích rồi đó. Đó. Nguyên nhân chính là đây. Rồi. Nhưng mà bài này của Hương Tràm. Chị Hồ Quỳnh Hương, anh sao? Đi giờ anh cá vậy không? Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh. Biết rồi. Quỳnh Hương anh biết rồi. Rồi. Bị gì vậy? Bị. Tôi nói nha. Tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Là nó. Miêu nghe nhiều nhạc Miêu lộn cái bài này của Hương Trà. Thôi Miêu ơi Miêu em bỏ qua đi. Miêu bỏ qua em đi. Em bị cái tình Hương thua ấy. Vuốt giận anh xin lỗi em. Bài này của Hương Trà đại diện cho mọi người nha. Em xin lỗi em luôn. Xin lỗi em. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi gặp một cái trường hợp như thế này. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình. Anh cứ ngồi đó đi. Bỏ cái chân xuống. Cái bài này là bài ngốc của Hương Trà. Giang bây giờ Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Vậy gì mọi người gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Trà. Giang ở đây qua đây. Giang bình tĩnh lại. Giang bình tĩnh. Làm sao em ru nổi những đêm dài. Làm sao cho con tim đó lạnh lùng. Chị mong sao từ tên em tên giá hả? Hãy xin nghe bài nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh có làm tới nhau trong mơ. Và anh muốn hết lên cho thoại nói nhớ. Bưng nó về. Bưng nó về. Đi về. Quá. Với anh giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối là yêu em. Em chú. Bưng đây.